Nông trại của Út xin chào mọi người nha. Hôm nay Út quay video chia sẻ cho mọi người cái cách đóng trứng bên trại Út. Đây nè mọi người, cái giấy thì Út sẽ trừ bì ha. Ví dụ như 30g, 30g thì cái tờ giấy này nó là 8g 8g nha mọi người. Thì Út sẽ cân ra là dư dư cho bà con mình ha. Đây là cân dư giả nè. Đó, ví dụ như Út sẽ cân dư ra cho bà con mình, để bà con mình, vì là bên trại Út là sản xuất á, cho nên là Út sẽ đóng trứng dư dả cho bà con mình. Và trứng thì được đảm bảo nha mọi người, trên hũ trứng Út sẽ ghi ngày nở cho bà con mình. Cái ngày đó là ngày bắt đầu nở thì mọi người sẽ đổ ra nuôi ngay ngày đó luôn, hoặc hôm sau vẫn được. Nhưng mà cái ngày đó thì đổ ra nuôi luôn nha mọi người, chứ để nhiều khi bà con mình để quên á, 2-3 ngày sau mọi người đổ thì nó gây yếu cái trứng nha. Đây, cái hũ trứng bắt đầu thì Út sẽ đóng những cái nguyên liệu để giúp hỗ trợ cái trứng mình nở trong cái quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy. Sẽ phối trộn tỷ lệ, sau đó là sẽ mình làm nhẹ nhàng ra ha, làm nhẹ nhàng như thế này. Sau đó là mình sẽ thấy cái hũ keo bông gòn, và mình bỏ vô lớp bông gòn, lớp trứng ha. Cho nên là quan trọng là cái người đóng trứng, người sản xuất. Chứ ví dụ như khi đóng rồi mọi người đâu có nhìn thấy cái hỗn hợp ở trong này là trứng hay cái gì đâu, đúng không? Tại vì nó sẽ hao hao như nhau. Nhưng bởi vậy là ở bên trại Út á, thì bà con mua ủng hộ rất là nhiều. Tại vì khi mọi người sử dụng rồi thì mọi người sẽ biết là cái trứng ở trong trại Út là chất lượng như nào á. Chứ không phải là ví dụ như là ở trong này á, có thể mọi người đóng cái gì cũng được. Đó, đây là trứng rùa nha, 100% là trứng rùa nha mọi người. Chỉ trộn với cái hỗn hợp để giúp nó là thức ăn, để giúp cái trứng này trong quá trình mà vận chuyển đi nó ăn. Chứ không phải là cái trứng với là cái cám là mình trộn chung, mình cân lên cho bà con mình, là không phải nha. Trại Út sẽ tách riêng ra trứng, rồi khi nào đóng thì bắt đầu mới trộn cái hỗn hợp để là thức ăn trong quá trình nó vận chuyển đi, để nó nở ra nó ăn. Chứ không phải là mình trộn trứng vô chung với cái hỗn hợp thức ăn nha mọi người. Nên bà con mình lưu ý để kiểu tránh nhầm lẫn ha. Còn mỗi trại sẽ có mỗi cách đóng khác nhau, tùy bà con mình. Đây nè, đây là cái hỗn hợp Út sẽ bỏ 3 muỗng cái canh ăn như thế này. Chị Út sẽ bỏ, sau đó là sẽ đóng từng lớp như thế này để gửi đi cho bà con mình. Thì trên hũ trứng được trại Út đảm bảo là khi đạt những yêu cầu như thế này mọi người nè, trên hũ trứng có ghi ngày nở. Ví dụ mọi người đặt hôm nay thì có thể ngày mai hoặc ngày mốt Út chuẩn bị đơn hàng và Út gửi đi cho bà con mình. Cho nên là tất cả hàng nha, không phải trứng không đâu, mà sâu hay mực rỉ đường hay là máy ép trứng, tất cả bên trại Út đều được mở ra coi trước khi nhận hàng. Cho nên mọi người yên tâm, chứ tại vì bây giờ thông tin khách hàng của bà con mình có nhiều bị lộ thông tin nhiều lắm. Cho nên là sẽ nhiều đơn vị sẽ vận chuyển cho bà con mình. Những cái đơn vị mà người ta không có thật á, thì người ta sẽ không cho mọi người coi hàng đâu. Ví dụ như là hũ trứng này nè, nếu mà không thật thì người ta mở ra coi, không có giống như trại Út thì mọi người đâu có nhận. Nhưng mà bên trại Út là được mở ra coi thoải mái. Có vấn đề gì ngay lập tức gọi cho Út qua số điện thoại là 0976629090 nha, 0976629090 nha bà con.